Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mày Cơ Xích và Nông Cơ Duy Hải của em. Địa chỉ của cửa hàng lắp 3 xã 35 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em mới dọn xong một con máy Sendawa nhãn hiệu là Pro, hàng thế hệ mới nhất hiện tại. Đó, sở hữu là động cơ là 42cc, hiệu của nó là E1042S. Con này là 42cc. Rất là mạnh luôn, nhỏ con nó tầm khoảng 5 kg nhưng mà rất là mạnh. Máy này làm xích ra cũ kỹ rồi và nó chuyển là xích mới. Lam zin, zin mà lam mới chưa xài, đó, hiệu Hitachi, đó là nguyên bộ lam xích, máy còn rất là đẹp, xuất sắc luôn, 9 nút luôn, tuyệt vời luôn. Đó. Hàng này thì rất là ít gặp cho mọi người gặp những dòng Echo thì có, hay là Kyurit thì có, còn nó thật ra thì Sinawa với Kyurit hay Echo nó đều là cùng một nhà máy là Yamamoto sản xuất, nhưng thằng Sinawa thì nó vẫn nổi trội hơn những cái dòng Echo bởi cái dòng tua này, tốc độ vòng tua, độ gắt của máy đó, nó hơn đứt Echo như đấy và được rất nhiều quý khách hàng sử dụng những cái dòng Sinawa này. Và máy thì máy là máy máy nòng đứng nhá, cực kỳ cưa, càng kỳ sướng luôn. Và sau đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách khởi động máy sẽ sử dụng ha. Thì con này ở đây là cách khởi động nó thì mọi người lưu ý công tắc này, tắt bật hất lên là mở, đè xuống là tắt. Bơm sang phụ này, kéo e giật ho vài tiếng là đẩy vô. Là khi mình đẩy vô là nó chế độ tự động bóp ga, nó sẽ chạy xích luôn, thì mình hú cái mình bóp ga cái nó sẽ hồi về lại bình thường. Máy này thì phun chức năng luôn. Đã có trợ lực rồi nhưng nó làm thêm van giảm áp đây nữa, chỉ cần nó ấn vào đây là giật cho nó nhẹ, nó xì hơi nhẹ hơn nữa, nhẹ như không luôn. Còn bản thân nó đã có trợ lực rồi, nó đã giật nó đã nhẹ rồi, nhưng mà nó làm thêm một cái van này nữa đó để giật còn nhẹ hơn nữa. Máy có trợ lực này, có bơm xăng phụ này, có thắng xích này, đó. Nói chung là đầy đủ chức năng nha mọi người. Hàng này là full chức năng luôn, hàng thế hệ mới nhất hiện tại đó, nên nói chung là đầy đủ chức năng. Và bây giờ sau đây em sẽ test tiếng máy cho mọi người coi ha. Dạ xong rồi, rồi giật em. Rồi em giật cái nha, kéo nhẹ thôi, kéo mạnh lên, kéo nhưng phải có lực hiểu không? Ok, thật sự mọi người con máy này nó rất là dễ nổ, cưa rất là lực, cưa vào cây em đảm bảo nó rút khiếp khủng lắm, cưa sướng lắm. Đó, những cái dòng này là cưa hàng thế hệ mới này mà sử dụng thì bao chất luôn. Em nối vào như cái một cuộn là hai tính điện coi tính điện. Đó. Cưa rất là rút luôn, mạnh cực kỳ khủng khiếp luôn. Đó. Ok, mọi người mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0974644973 hoặc mọi người để lại comment kèm số điện thoại là em sẽ báo giá trực tiếp cho mọi người. Con máy này thì em bán giá là nó là hơn 4 triệu một cây cho mọi người. Đó, trang bị động cơ lam xích đầy đủ. Và nếu một cái dòng Echo thì nó sẽ rẻ hơn, còn dòng này là Sinawa Pro thì giá nó sẽ cao hơn cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha.